tại sao nói rằng nền văn minh ngoài trái đất có thể sẽ không bao giờ trò chuyện được với loài người. Trước tiên, hãy để tôi hỏi bạn một câu, một năm ánh sáng thực chất xa đến mức nào? Đúng rồi, bạn đã trả lời chính xác. Một năm ánh sáng là quãng đường mà ánh sáng di chuyển trong chân không suốt một năm. Khoảng cách đó vào khoảng 9,46 nghìn tỷ km. Giới hạn của tốc độ ánh sáng khiến các nhà khoa học rơi vào cảm giác bất lực. Ngay cả khi nền văn minh ngoài trái đất thực sự tồn tại, và ngay cả khi họ đã vô số lần cố gắng gửi đi tín hiệu, thì loài người có lẽ vẫn không thể thiết lập cuộc đối thoại với họ. Bởi vì chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên, vũ trụ thật sự quá đỗi bao la, đường kính của dải ngân hà vào khoảng 100.000 năm ánh sáng. Ánh sáng phải mất 100.000 năm mới đi được từ đầu này sang đầu kia, và ngoài dải ngân hà còn có hàng trăm tỷ thiên hà khác. Giả sử trong dải ngân hà tồn tại một nền văn minh cực kỳ phát triển, và họ cách chúng ta vài nghìn năm ánh sáng, khi chúng ta gửi tới họ một lời chào, tín hiệu điện phải vượt qua hàng nghìn năm không gian, thời gian mới có thể đến được nơi họ. Và khi họ đáp lại, chúng ta lại phải tiếp tục chờ thêm hàng nghìn năm nữa. Điều này có nghĩa là một cuộc trao đổi đơn giản nhất cũng có thể tiêu tốn hàng chục nghìn năm. Đối với loài người, những sinh vật chỉ sống vài chục năm và có lịch sử văn minh chỉ kéo dài vài nghìn năm thì sự chờ đợi đó gần như chẳng có ý nghĩa gì. Tàn nhẫn hơn nữa là vũ trụ vẫn đang tiếp tục giãn nở với tốc độ ngày càng nhanh. Nhiều thiên hà đang rời xa chúng ta với tốc độ thậm chí vượt quá tốc độ ánh sáng. Chúng đang dần bước ra khỏi phạm vi có thể quan sát được của chúng ta và rơi vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Dù ở nơi đó thực sự có tồn tại nền văn minh nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã định sẵn là sẽ không bao giờ biết được. Ngoài sự ngăn cách về không gian, sự lệch pha của thời gian còn là một hố sâu khó thể vượt qua hơn nữa. Tuổi của vũ trụ vào khoảng 13,8 tỷ năm. Trong khi nền văn minh của loài người cho đến nay mới chỉ tồn tại vài nghìn năm, hãy thử tưởng tượng, trong lịch sử dài đằng đẵng của vũ trụ, một nền văn minh có thể hưng thịnh trong 10.000 năm, thậm chí 100.000 năm. Nhưng so với quy mô của toàn bộ vũ trụ, nó vẫn chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nếu như trong quá khứ xa xôi, từng có một nền văn minh huy hoàng tồn tại, nhưng giờ đây đã hóa thành tro bụi, thì dù họ từng gửi đi tín hiệu trong quá khứ, đến khi chúng ta nhận được tín hiệu ấy hôm nay, thứ chúng ta đối diện chỉ là tiếng vọng của một nền văn minh đã sớm biến mất. Ngược lại, nếu có một nền văn minh nào đó sẽ chỉ xuất hiện sau vài triệu năm nữa, chúng ta lại càng không thể thiết lập liên lạc với họ. Thời gian giống như một cánh cửa tàn nhẫn, dễ dàng khiến chúng ta lỡ mất nhau. Có lẽ, chúng ta không phải là trí tuệ duy nhất trong vũ trụ, nhưng rất có thể chúng ta là những sinh vật duy nhất đang mở mắt trong khoảnh khắc này. Ngay cả khi những rào cản về thời gian và không gian được xóa bỏ một cách kỳ diệu, sự khác biệt trong cách giao tiếp vẫn có thể khiến chúng ta rơi vào yên lặng. Loài người sử dụng sóng vô tuyến để khám phá vũ trụ và gửi đi đủ loại tín hiệu. Chúng ta thậm chí còn khắc địa chỉ trái đất lên một chiếc đĩa vàng, rồi giao cho tàu thăm dò Voyager 1 mang theo vào không gian liên sao. Thế nhưng, cách liên lạc mà chúng ta quen thuộc chưa chắc đã là cách mà nền văn minh khác sử dụng. Có lẽ họ đã sớm nắm được công nghệ giao tiếp ở cấp độ không gian cao hơn, không còn phụ thuộc vào sóng điện từ, mà dùng đến những cơ chế hoàn toàn vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người. Vì vậy, cho dù thông điệp của họ thật sự đã đến trái đất, liệu con người có đủ năng lực để nhận ra nó hay không? Đây vốn dĩ là một điều chưa thể biết. Huống chi, đến nay chúng ta còn chưa thể hoàn toàn giải mã được ngôn ngữ của loài cá voi, thì làm sao có thể tự tin tuyên bố rằng mình hiểu được tư duy và cách biểu đạt của một nền văn minh xa lạ trong vũ trụ? Nhưng còn một nghịch cảnh sâu xa hơn tất cả, đó là sự mong manh của chính nền văn minh. Từ khi xuất hiện cho đến nay, nền văn minh nhân loại mới chỉ tồn tại vài nghìn năm. Thế nhưng chúng ta đã không ít lần đứng bên bờ vực diệt vong. Chiến tranh hạt nhân, sụp đổ môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Tất cả những điều đó đều có thể khiến loài người biến mất trong tương lai không xa. Ngoài ra, các nhà khoa học còn đưa ra một khái niệm gọi là bộ lọc vĩ đại. Điều đó có nghĩa là hầu hết các nền văn minh, khi phát triển đến một giai đoạn nhất định, đều sẽ tự hủy diệt vì không thể vượt qua một nguy cơ nào đó. Nói cách khác, vũ trụ này có lẽ không hề thiếu các nền văn minh, chỉ là phần lớn trong số họ đã kết thúc trước khi kịp vươn mình ra không gian giữa các vì sao. Còn có một câu hỏi mang tính triết học sâu sắc hơn nữa, đó là liệu chúng ta có thể đối thoại thật không? Ngay cả khi nền văn minh ngoài trái đất ở ngay bên cạnh, và dù họ có thể nghe hiểu được âm thanh mà chúng ta phát ra, liệu họ có thật sự muốn trò chuyện với chúng ta hay không? Con người và loài kiến cùng sống trên một hành tinh, nhưng chúng ta có bao giờ ngồi xuống để bàn với kiến về nghệ thuật, toán học hay ý nghĩa của sự tồn tại không? Cùng lắm, chúng ta chỉ quan sát hành vi bầy đàn của chúng, chứ chẳng bao giờ thật sự thiết lập một cuộc đối thoại. Đối với một nền văn minh đi trước chúng ta hàng triệu năm,
con người có lẽ chỉ là một dạng sinh vật sơ khai ở rìa của dải ngân hà, thậm chí chẳng đủ tư cách để lọt vào tầm nhìn của họ. Sự đối thoại giữa các nền văn minh không chỉ cần sự trùng hợp về thời gian và khoảng cách, mà còn cần đến sự tương đồng về trình độ và nhận thức, và điều đó gần như là bất khả thi. Khi chúng ta đặt chồng lên nhau tất cả những rào cản ấy, sẽ nhận ra rằng vũ trụ này có lẽ chưa bao giờ thiếu đi những âm vang của trí tuệ, chỉ là giữa chúng ta và họ tồn tại một hố ngăn không thể vượt qua. Một khoảng cách quá xa trong không gian, một sự lỡ nhịp trong thời gian, một rào cản trong hình thức giao tiếp và cả sự đứt gãy trong cấp độ văn minh, tất cả khiến cho hai chữ đối thoại trở nên vô cùng xa xỉ. Có lẽ vũ trụ chưa bao giờ thật sự yên lặng, chỉ là đôi tai của chúng ta quá hạn hẹp. Chúng ta phóng những tàu thăm dò ra ngoài vũ trụ, hy vọng rằng hàng triệu năm sau sẽ có ai đó tìm thấy chúng. Có lẽ ở một góc nào đó của vũ trụ cũng đang có một nền văn minh khác làm chính điều tương tự ấy. Có lẽ họ cũng đang tự hỏi, tại sao chúng ta vẫn chưa bao giờ nghe thấy lời hồi đáp nào? Sự cô đơn thật sự không phải là khi không có ai khác tồn tại, mà là khi họ có lẽ vẫn luôn ở đó, chỉ là chúng ta không thể nghe thấy họ mà thôi. Liệu con người có thể là nền văn minh duy nhất trong vũ trụ này không? Trước hết, theo một trong những quy luật cơ bản của sự tiến hóa vũ trụ và nguyên lý tầm thường, mọi thứ trong vũ trụ về bản chất đều tuân theo cùng một quy luật toán học và vật lý. Con người chúng ta không hề đặc biệt. Vì vậy, nếu vũ trụ này có thể tiến hóa ra nền văn minh loài người, thì về mặt lý thuyết, nó cũng có thể sản sinh ra những nền văn minh ngoài trái đất khác. Dù xác suất để sinh ra sự sống có trí tuệ là cực kỳ nhỏ, nhưng xét trên quy mô thời gian 13,8 tỷ năm và không gian rộng 93 tỷ năm ánh sáng của toàn vũ trụ, thì ngay cả những sự kiện có xác suất cực thấp cũng gần như chắc chắn sẽ xảy ra ở đâu đó. Năm 1960, nhà thiên văn học Frank Drake đã đưa ra một phương trình để tính số lượng nền văn minh ngoài trái đất. Theo phương trình đó, ta có thể ước tính số nền văn minh có trí tuệ trong dải ngân hà. Trong dải ngân hà có khoảng từ 200 đến 400 tỷ ngôi sao và có số lượng hành tinh tương đương. Trong đó, những hành tinh có khả năng duy trì sự sống tương tự trái đất có thể lên tới hàng chục triệu. Trái đất đã mất khoảng 4,6 tỷ năm để tiến hóa ra sự sống có trí tuệ. Trong khi đó, tuổi của dải ngân hà vào khoảng 13 tỷ năm. Theo ước tính thận trọng, ít nhất 1% trong số các hành tinh giống trái đất này đã phát triển thành nền văn minh thông minh. Và trong khoảng 100.000 nền văn minh ấy, nhiều nền văn minh có thể đã phát triển vượt xa trái đất hàng vạn, thậm chí hàng trăm triệu năm, và đó mới chỉ tính riêng trong dải ngân hà. Dựa trên mật độ các thiên hà do kính viễn vọng Hubble quan sát được, các nhà thiên văn học ước tính rằng vũ trụ quan sát được chứa khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Số lượng các ngôi sao trong đó thậm chí còn nhiều hơn tổng số hạt cát trên toàn bộ trái đất. Con số hành tinh thì là một con số thiên văn gần như không thể tính nổi. Vì vậy, với quy mô khổng lồ như thế, sự tồn tại của các nền văn minh ngoài trái đất gần như là điều tất yếu. Theo nguyên lý tầm thường, bất kể sự sống ngoài hành tinh có hình thái và cách tồn tại ra sao, chúng vẫn phải tuân theo những quy luật cơ bản nhất của nhiệt động học trong vũ trụ. Sự phát triển của công nghệ luôn đòi hỏi việc sử dụng năng lượng, nhưng tài nguyên của bất kỳ hành tinh nào cũng đều hữu hạn. Do đó, khi một nền văn minh phát triển đến một mức độ nhất định, họ tất yếu phải mở rộng ra ngoài để khai thác thêm năng lượng. Dựa trên mức độ sử dụng năng lượng, nhà thiên văn học Liên Xô Nikolai Kadashev đã chia các nền văn minh có trí tuệ thành 3 cấp độ. Nền văn minh cấp độ 1 có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng trên hành tinh và các vệ tinh của nó. Nền văn minh cấp độ 2 có thể tận dụng năng lượng của toàn bộ hệ sao mà nó thuộc về. Năm 1960, nhà vật lý Freeman Dyson đã đề xuất khái niệm quả cầu Dyson, một đặc trưng điển hình của nền văn minh cấp độ 2. Đó là một cấu trúc nhân tạo khổng lồ có thể bao bọc toàn bộ một ngôi sao nhằm thu lấy toàn bộ năng lượng mà ngôi sao đó phát ra. Còn nền văn minh cấp độ đai là những nền văn minh có khả năng kiểm soát toàn bộ năng lượng của cả một thiên hà. Năng lực của những nền văn minh như vậy đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của chúng ta. Bởi hiện nay, nền văn minh loài người mới chỉ đạt khoảng cấp 0,72 trên thang Kadashev. Theo ước tính của nhà vật lý Michio Kaku, loài người có thể đạt đến nền văn minh cấp độ 1 trong khoảng 100 đến 200 năm tới và sau vài nghìn năm nữa mới có thể đạt đến cấp độ 2. Còn để đạt được cấp độ 3, có thể phải mất từ 100.000 đến 1 triệu năm sau. Nói cách khác, việc không ngừng mở rộng ra bên ngoài là con đường tất yếu trong quá trình phát triển của các nền văn minh có trí tuệ. Nếu một nền văn minh ngoài trái đất trong dải ngân hà ra đời sớm hơn loài người vài triệu năm, thì với lịch sử kéo dài 13 tỷ năm của dải ngân hà, vài triệu năm ấy chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng hãy thử tưởng tượng, chỉ trong khoảng 10.000 năm, loài người đã có thể đặt chân lên mặt trăng,
và thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch chinh phục sao Hỏa. Vậy thì một nền văn minh đi trước chúng ta hàng triệu năm sẽ phát triển đến mức nào? Họ ít nhất đã làm chủ được công nghệ du hành giữa các vì sao, thậm chí có thể đã bắt đầu quá trình thuộc địa hóa toàn bộ thiên hà. Họ có thể đã phát triển những tàu thế hệ khổng lồ hoặc các cỗ máy thông minh có khả năng tự nhân bản. Trong quá trình khai phá không gian liên sao, khi đến được một hành tinh mục tiêu, họ sẽ sử dụng tài nguyên của hành tinh đó để tự sao chép chính mình, rồi phóng các bản sao đến những hành tinh tiếp theo. Bằng cách này, dù chỉ di chuyển với vận tốc bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, họ cũng chỉ cần khoảng 1 triệu năm để hoàn thành việc thuộc địa hóa toàn bộ dải ngân hà. Theo lý thuyết này, dải ngân hà của chúng ta lẽ ra đã phải bị những nền văn minh tiên tiến hơn chiếm lĩnh từ lâu. Thế nhưng cho đến nay, con người vẫn chưa phát hiện được bất kỳ bằng chứng hay dấu hiệu đáng tin cậy nào về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Tại sao một thiên hà lẽ ra phải tràn ngập tàu vũ trụ lại hoàn toàn tĩnh lặng như vậy? Câu hỏi này đã khiến vô số nhà khoa học trăn trở. Nhà vật lý đạt giải Nobel Enrico Fermi từng thốt lên một câu hỏi nổi tiếng: họ đang ở đâu? Đây chính là nghịch lý Fermi nổi tiếng. Để giải thích cho nghịch lý này, các nhà khoa học đã đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau. Dưới đây là một số giả thuyết phổ biến và có ảnh hưởng nhất. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, người ngoài hành tinh hoàn toàn không tồn tại. Nói cách khác, tiền đề của nghịch lý Fermi, tức nguyên lý tâm thường là sai. Con người chính là nền văn minh duy nhất trong toàn vũ trụ. Dù rằng số lượng các hành tinh có điều kiện sống giống trái đất trong vũ trụ có thể gấp hàng trăm lần tổng số hạt cát trên trái đất, nhưng sự ra đời của sự sống lại chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên hiếm hoi. Và trái đất của chúng ta chính là hành tinh duy nhất đặc biệt như thế. Giả thuyết thứ hai là giả thuyết sở thú vũ trụ, cho rằng người ngoài hành tinh thật ra đã phát hiện ra loài người từ lâu, nhưng họ cố tình không tiếp xúc với chúng ta. Giống như cách con người quan sát động vật trong sở thú, trái đất chỉ là một trong vô số đối tượng được họ nghiên cứu và theo dõi. Hơn nữa, khoảng cách về trình độ văn minh có thể lớn đến mức giống như việc con người nhìn thấy một đàn kiến bên đường, bạn có cố gắng giao tiếp với chúng không? Đối với một nền văn minh tiên tiến hơn rất nhiều, loài người có lẽ chỉ tương đương với một đàn kiến nhỏ bé. Việc họ không làm phiền hay hủy diệt chúng ta có lẽ đã là sự tử tế lớn nhất rồi. Giả thuyết thứ ba là giới hạn khoảng cách. Bởi vì vũ trụ của chúng ta thực sự quá bao la, giả sử trong dải ngân hà có khoảng 100.000 hành tinh tồn tại sự sống thông minh và những hành tinh đó được phân bố đều trong thiên hà, thì khoảng cách trung bình giữa hai nền văn minh gần nhất cũng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi đã làm chủ được công nghệ di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, họ vẫn phải mất hàng nghìn năm mới có thể đi từ hành tinh này sang hành tinh khác. Chi phí và năng lượng cần thiết để thực hiện một hành trình như vậy là vô cùng khổng lồ. Vì vậy, ngay cả khi tồn tại những nền văn minh ham khám phá và mạo hiểm, thì để họ đến được trái đất cũng sẽ cần một khoảng thời gian rất dài. Trong khi lịch sử của nền văn minh loài người mới chỉ kéo dài khoảng 10.000 năm, và ngay cả khi tính từ thời điểm loài Homo sapiens xuất hiện cũng chỉ mới khoảng 200.000 năm. Đặt trong thang thời gian vũ trụ, khoảng thời gian đó chỉ như một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì thế, việc chúng ta chưa phát hiện ra dấu vết của nền văn minh ngoài trái đất trong khoảnh khắc này là hoàn toàn bình thường. Có lẽ họ đang trên đường đến trái đất ngay lúc này. Giả thuyết thứ tư là bộ lọc lớn. Theo giả thuyết này, khi một nền văn minh phát triển đến một trình độ nhất định, họ sẽ gặp phải những rào cản gần như không thể vượt qua. Những rào cản đó hoạt động như một bộ lọc khổng lồ, khiến cho hầu hết các nền văn minh có trí tuệ đều bị loại bỏ trước khi đạt được khả năng du hành liên sao. Người đề xuất giả thuyết này là nhà kinh tế học và triết gia Robin Hanson đã chia bộ lọc lớn thành 9 giai đoạn. Trước hết, sự hình thành của sự sống chính là lớp bộ lọc đầu tiên. Khả năng để sự sống xuất hiện thông qua tiến hóa tự nhiên là vô cùng nhỏ bé. Cho đến nay, nguồn gốc chính xác của sự sống trên trái đất vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Hơn nữa, một hành tinh có điều kiện thích hợp cho sự sống cũng không có nghĩa là sự sống chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngay cả khi một hành tinh may mắn hình thành được sự sống, thì để tiến hóa thành sự sống có trí tuệ, nó vẫn phải vượt qua vô số giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt. Bởi quá trình tiến hóa không hề có hướng đi tất yếu từ thấp đến cao. Ví dụ, hơn 99% các loài từng tồn tại trên trái đất nay đã tuyệt chủng. Và cho đến hiện tại, nhóm sinh vật chiếm đa số trên trái đất vẫn là những sinh vật đơn bào như vi khuẩn. Sự xuất hiện của loài người thực chất chỉ là kết quả của hàng loạt cơ duyên ngẫu nhiên hiếm hoi. Dù chúng ta đã may mắn vượt qua 8 lớp bộ lọc đầu tiên, nhưng trước khi trở thành một nền văn minh liên sao, loài người vẫn còn phải đối mặt với vô số thử thách, chẳng hạn như những biến đổi khổng lồ của khí hậu và địa chất trái đất, hay các mối đe dọa đến từ không gian như vụ nổ tia gamma,
siêu tân tinh hoặc va chạm với tiểu hành tinh. Ngoài ra còn có những thảm họa do chính con người tạo ra như chiến tranh hay siêu virus, tất cả đều có thể gây ra diệt vong cho nhân loại. Thậm chí, nếu sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ chỉnh sửa gen mất kiểm soát, thì giống như trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, những cỗ máy trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát hoặc con người bị chỉnh sửa gen có thể sẽ hủy diệt chính nhân loại. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ cũng không phải lúc nào cũng duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục. Kể từ cuộc bùng nổ vật lý học trong thế kỷ 20, được dẫn dắt bởi Einstein và nhiều nhà khoa học vĩ đại khác, nên khoa học cơ bản gần như không còn đạt được những bước đột phá mang tính cách mạng như trước. Nếu loài người không thể đạt được sự bùng nổ công nghệ trong khoảng thời gian hữu hạn, thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội tiến hóa lên nền văn minh cấp độ 2 hay cấp độ 3. Và dĩ nhiên, những nền văn minh ngoài trái đất khác trong vũ trụ cũng phải đối mặt với các rào cản tương tự. Rất có thể họ cũng chưa thể vượt qua các tầng bộ lọc để trở thành nền văn minh liên sao. Giả thuyết thứ 5 là quy tắc rừng tối. Khái niệm này xuất phát từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng Tam Thể. Trong suốt 13,8 tỷ năm lịch sử của vũ trụ, có lẽ đã từng xuất hiện rất nhiều nền văn minh thông minh. Nhưng do sự khác biệt khổng lồ giữa các nền văn minh, việc giao tiếp hiệu quả gần như là không thể. Một nền văn minh không thể xác định được liệu nền văn minh khác có thiện chí hay ác ý đối với mình. Vì thế, vũ trụ chẳng khác nào một khu rừng tối tăm vô tận, và mỗi nền văn minh trong đó đều giống như một thợ săn mang theo khẩu súng. Họ buộc phải ẩn mình một cách thận trọng, bởi khi chạm trán với một nền văn minh khác, sự lựa chọn duy nhất của họ là nổ súng trước và tiêu diệt đối phương. Bởi nếu không ra tay trước, rất có thể chính họ sẽ bị tiêu diệt. Và sinh tồn mới chính là quy tắc cơ bản nhất của mọi nền văn minh trong vũ trụ. Do đó, sự tĩnh lặng mà chúng ta quan sát được trong vũ trụ không có nghĩa là không tồn tại nền văn minh ngoài trái đất, mà là vì tất cả họ đều đang cố gắng che giấu vị trí của mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng giả thuyết này không thuyết phục. Bởi nếu trong vũ trụ tồn tại vô số nền văn minh, ắt hẳn cũng sẽ có những nền văn minh mà lòng hiếu kỳ mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi hay sự thờ ơ. Ví dụ như loài người, một nền văn minh còn non trẻ và hiếu kỳ như vậy. Trong suốt 100 năm qua, con người đã nhiều lần chủ động phát đi các tín hiệu điện tử có năng lượng cực mạnh ra ngoài không gian. Điều đó có nghĩa là phạm vi bao phủ của các tín hiệu này hiện đã đạt tới một vùng hình cầu có bán kính khoảng 100 năm ánh sáng. Nếu thật sự tồn tại những nền văn minh ngoài trái đất, thì rất có thể họ đã phát hiện ra chúng ta. Theo nguyên lý tầm thường, chắc chắn trong vũ trụ cũng phải có những nền văn minh khác đang phát đi tín hiệu tương tự. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu điện tử có ý nghĩa nào đến từ vũ trụ. Vì vậy, một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết thế giới mô phỏng, cho rằng lý do chúng ta không tìm thấy nền văn minh ngoài trái đất là bởi vì chính bản thân chúng ta và toàn bộ vũ trụ này thực ra chỉ là một thế giới mô phỏng được tạo ra bởi một nền văn minh siêu cấp giống như trong bộ phim Ma Trận. Nếu một ngày nào đó, loài người giải mã được bí ẩn của ý thức, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành đấng sáng tạo trong một thế giới mô phỏng tương tự. Bởi mọi cảm giác và trải nghiệm mà chúng ta nhận thức đều có thể được mô phỏng thông qua lập trình máy tính. Còn cái mà chúng ta gọi là bản ngã thật ra chỉ là một bộ não bị giam trong chiếc bình giả lập. Toàn bộ thế giới này có lẽ chỉ là một ảo ảnh, một giấc mộng dài giữa vũ trụ vô tận. Vậy còn bạn, bạn tin vào giả thuyết nào hơn? Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Gnostic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.